Hiền. Hiền ơi. Sao vậy? Kêu nó nghe không trời. Chết cha gì vậy? Hiền. Trời đất ơi. Ủa vậy? Cái gì vậy nè, không biết nữa. Chết rồi. Hiền ơi. Hiền ơi. Hiền ơi, sao vậy con? Ôi, Hiền ơi, sao vậy nè? Hiền, Hiền, báo người ta! Báo người ta, cứu tôi! À, cứu con Hiền, báo người ta! Tôi rầu quá cô Tư ơi. Không biết con Hiền nó bị bệnh gì. Mà hôm nay nó say sẩm mặt mày hoài à. Bữa nay á, cũng hên là có cô. Không có hả? Nó nằm một hồi nhập thổ chết luôn, hồi nào không hay á. Em á, là em nghi nó rầu cái chuyện với thằng Ân đó. Rồi đêm suy nghĩ mất ngủ, rồi ban ngày say sẩm mặt mày. Trời ơi, chuyện tình cảm em rành quá mà.